Chào mọi người, rất vui được gặp lại quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh Bất Động Sản Minh Ngọc Lan. Chúc quý vị một ngày thật tốt lành. Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta đã bước qua tháng 8 năm 2022 rồi. Và Ngọc cũng tranh thủ lên các video cập nhật hạ tầng để cho quý vị tiện theo dõi. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tham quan cập nhật hạ tầng lại dự án Trần Anh Riverside 1, một dự án của Trần Anh Group triển khai từ năm 2018 đến nay là 4 năm, nằm trên đường Nguyễn Văn Tui, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Và đây có thể nói là khu biệt thự đầu tiên được xây dựng tại Bến Lức. Bây giờ thì có rất là nhiều nhà phố biệt thự đã xây dựng ở đây. Ở Bến Lức này có rất là nhiều lựa chọn cho quý vị, nhưng đối với Trần Anh Riverside vẫn là một khu đáng để theo dõi. Ở đây đã có cư dân sinh sống hiện hữu. Ngọc đang dẫn quý vị là khu biệt thự song lập. Và đúng như cái tên là biệt thự song lập thì cứ hai căn là sẽ chụm lại với nhau. Một căn sẽ có ba mặt thoáng, mặt trước, mặt sau và mặt bên hông. Ngoài ra là có thêm phần đất nền. Với những anh chị nào thích tự xây thì mình mua đất nền rồi mình xây. Đất nền nhà ở đây đều đã có sổ hồng riêng rồi. Rồi đi xuống dưới đây một chút là mình sẽ có một quán buffet nhìn ra dòng sông Vàm Cỏ Đông. Quán này thì ăn khá là ngon, lần nào Ngọc cũng giới thiệu. Rồi tới đây là bên sông Vàm Cỏ Đông nè quý vị ơi. Một cái điều đáng tiếc của dự án này là dự án rất là đẹp, tuy nhiên phần tiện ích thì chưa có làm. Quý vị sẽ không thể nào trải nghiệm được không gian vùng vẫy trong hồ bơi ở đây đâu. Hồ bơi thì vẫn chưa thấy làm đâu cả. Nhưng bù lại được cái là đường xá rộng rãi, cây xanh thì cũng trồng rất là đẹp. Hiện tại Ngọc đang đi vào tháng 7 và thấy là rất là nhiều nhà cũng đang làm hoàn thiện nhà rồi. Tính tới thời điểm hiện tại thì toàn khu này đang tầm có khoảng là 130 mấy căn, gần 140 căn đã làm hoàn thiện và có cư dân sinh sống. Rồi về giá của khu Trần Anh Riverside này thì Ngọc thấy là quá ok luôn. Tức là một căn mà 8 x 14 112 m2, một căn biệt thự luôn á. Mình có thể set up được 4 đến 5 phòng ngủ mà giá mua chỉ có 3,2-3,5 tỷ một căn thô thôi, set up thêm khoảng 1 tỷ 2 tỷ tiền hoàn thiện và nội thất nữa thì quá là ok. Và hiện tại đang cho thuê với giá từ 10 triệu đến 15 triệu một căn, từ không có nội thất cho tới có nội thất nha. Rồi Ngọc dẫn mọi người đi lên trên đây một chút xíu, đó là khu nhà phố liên kế. Thì Trần Anh Riverside nó sẽ chia làm hai hạng mục. Thứ nhất là biệt thự song lập, thứ hai là nhà phố liên kế. Khu nhà phố liên kế thì Ngọc đang dẫn quý vị đi coi ở đây đây. Đối với những anh chị có tầm tài chính tầm 2 tỷ đổ xuống thì có thể là theo dõi những căn nhà phố ở đây. Những căn nhà phố này 4 x 15 60 m2, xây 4 x 10, một trệt một lầu, set up được 2 phòng ngủ thì đang có giá bán lại tầm từ 1 tỷ 8 một căn nhà thô, và một căn nhà hoàn thiện đang cho thuê với giá từ 6 cho tới 7 triệu một căn. Thì đây là một số thông tin để quý vị có thể là tham khảo về dự án này. Bên cạnh dự án Trần Anh Riverside có rất là nhiều dự án nhà phố xung quanh đang được xây dựng, nhà lớn hơn, nhiều tầng hơn và giá cũng cao hơn. Nhưng mà với tầm từ 2 tỷ đổ xuống thì quý vị có thể là tham khảo về dự án này. Mình set up vô tầm khoảng 500 triệu cho tới 1 tỷ để làm hoàn thiện và nội thất thì cũng khá là ok ha. Có thể nói là nhà đất bây giờ tăng khá là cao, và với tầm giá 2-3 tỷ để tìm mua một căn nhà trong thành phố Hồ Chí Minh không dễ. Nếu mà muốn tìm một khu có hạ tầng như thế này, đối với những căn nhà trong ngõ hẻm đường xe máy thì Ngọc không nói, nhưng đối với một khu đồng bộ thì quý vị có lẽ theo dõi những căn nhà như thế này để mình có một cái cuộc sống nó tốt hơn, một cái trải nghiệm nó tốt hơn. Rồi bên cạnh dự án Trần Anh Riverside này thì bên Trần Anh còn có một dự án khác, đó là dự án Solar City, nhà lớn hơn chút, cao hơn chút, 5 x 15 75 m2, xây dựng 3 tầng và giá trả góp tới 18 tháng đang là 2 tỷ 9 một căn. Và nếu quý anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ với Minh Ngọc Lan, hiện tại đang còn 4 căn với giá đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Minh Ngọc Lan. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau của Ngọc. Chúc quý vị một ngày thật là tốt lành.